Khang Audio 18 Bình Dương xin kính chào các đồng chí, báo cáo với lại các đồng chí buổi sáng ngày 26 tháng 2 năm 2023. Thì buổi sáng hôm nay có một cục biến áp nguồn. Biến áp nguồn này là biến áp nguồn đài của Nhật Bản nha. Đấy. Địa chỉ tới là thôn Mỹ Xá, xã Ngọc Sơn, thành phố Hải Dương. Đấy. Đóng vào trong cái thùng xốp như thế này nha, bọc băng dính cẩn thận như này rồi. Đấy là quay lại để coi như thế là người thượng đế Trần Văn Chốt cái cục biến áp nguồn 80K này biết được là hàng của mình đã lên được. Đây là mã số của đơn hàng nha. Tôi xin phép dừng clip ở đây. Lúc nhập tranh cái nhá. Trân trọng cảm ơn các đồng chí. Chào thân ái. Merci.